đại doanh Gia Cát Lượng. Thưa tướng, ngài nghỉ ngơi đi. Giờ là canh ba rồi, còn hai canh giờ nữa là trời đã sáng. Cậu nghĩ phía Âu Thường tình hình ra sao? Mã tham quân theo tướng quân học tập, có Dương Bình tướng quân hỗ trợ, lại có thư của thừa tướng dặn dò cẩn thận, sẽ hiểu được ý của thừa tướng. Không được, truyền Dương Nghi. Ý của thừa tướng là... Mã Tắc tính tình kiêu ngạo, ta không dặn bảo hắn có thể bình tĩnh ứng chiến. Nhưng nhận được thư của ta ở trước mặt của Dương Bình, dặn dò nhắc nhở hắn, lại khiến cho hắn muốn làm ngược lại, e rằng sẽ xảy ra đại họa. Đi, truyền Dương Nghi. Dạ. Báo. Thừa tướng, địa đồ phòng bị ở Nhai Đình. Mã Tắc, Mã Tắc, hỏng hết rồi. Sao Mã tham quân lại đóng quân trên núi? Bảo thủ ngoan cố, bảo thủ ngoan cố. Mau truyền Dương Nghi phải tới Nhai Đình thay cho Mã Tắc. Rõ. Người đâu? Có. Lệnh cho các tướng tập họp nghị sự. Rõ. Cha chém mạnh đạt, quyết đoán mạnh mẽ gian dội, sao bây giờ lại thấp thỏm lo sợ như vậy chứ? Mạnh đạt sao so với Gia Cát Lượng được. Lần trước đánh Đông Ngô với cha, trận đấu với Lục Tốn, cha cũng rất thận trọng. Đúng đúng đúng, không chừng tên Mã Tắc cũng là một Lục Tốn. Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Tôn tướng quân, tôn tướng quân. Tướng quân, ghen đồ đóng quân của Mã Tắc đã lấy được rồi. Mau. Ở đây có núi Nam, Mã Tắc sẽ cho đóng quân trên núi. Có vẻ sai không? Quân tình quan trọng như vậy, mặt tướng nào dám vẽ sai? Số của Trường Cáp tốt thật. Gia Cát Lượng, sao Gia Cát Lượng có thể phái một tên ngốc như vậy trấn thủ Nhai Đình? Dạ đúng. May mắn của đại ngụy. Tôn lễ, Tư Mã Sư, mau tập kết tướng sĩ lập tức xuất phát, sai sứ mày đánh thẳng vào Nhai Đình. Dạ, dạ. Dạ. Cha, bao nhiêu công lao nhường cho Trương Cáp, hãy để đại ca làm tiên phong đi. Lắm chuyện, ta và Trương tướng quân cùng chung mối thù, chia ra tấn công. Hoàng Dinh sẽ thuộc về đại ngụy, thắng thua thuộc về bệ hạ. Triệu tập hết tướng sĩ, triệu tập hết tướng sĩ. Dạ, dạ. Hầu Cát, có. Lấy giáp. Còn đứng ngay trong đó làm cái gì, cầm kiếm đi, chần chừ người ta giành hơn. Dạ, xong rồi. Con ra liền. Tới liền, tới liền, tới liền. Mau lên. Nhai Đình.
Tắc cũng chỉ có vậy. Gia Cát Khổng Minh cũng chỉ có vậy. Thưa Mã Ý, công lớn như vậy, ngài không xung phong đi đầu thì tại hạ cũng không khách sáo. Quả nhiên muốn chặn nguồn nước, khống chế sơn đạo, bây giờ phải tính sao đây? Phải đi đoạt lại nguồn nước. Cầm cự không nổi nữa rồi, chắc là sắp tới rồi. Thăm quân, uống chút nước đi. Chuẩn bị đoạt lại nguồn nước. Dạ. Bệ hạ, người thức trắng suốt hai đêm rồi,
Nếu Tư Mã Ý báo tin về, nô tài sẽ gọi bệ hạ về. Nhai Đình. Chắc bây giờ Tư Mã Ý đã tới Nhai Đình rồi. Cũng không biết trận này hắn có thắng được hay không. Thực ra theo như nô tài thấy, nếu hắn không thắng được, cũng chưa chắc là chuyện không tốt. Một người là thừa tướng của Thục Quốc, một người là phò thần của Đại Ngụy ta. Đối với bệ hạ, người nào nguy hiểm hơn? Dù hắn có chết, cũng phải lấy lại ba quận về cho trẫm trước. Rồi, ta còn mặt mũi nào để về gặp thừa tướng? Nhờ lúc tướng sĩ còn chút sức lực, chúng ta xông ra đi. Đi! Tất cả tướng sĩ chuẩn bị xông ra. Xông vào trong.
Tôn lễ Tư Mã Sư, mau dẫn tất cả tướng sĩ giúp Trường Cáp tướng quân thâu tóm Nhai Đình. Đó. Cha, con cũng đi. Cha, đứng lại. Cha, chúng ta đuổi kịp rồi. Đuổi kịp rồi, kịp rồi. Tới cũng rất đúng lúc. Tăng cường tấn công. Tướng quân, Tư Mã tướng quân dẫn đại quân đi suốt đêm, giúp tướng quân tấn công Nhai Đình. Giúp ta sao? Cho dù hắn không tới, trong vòng một canh giờ ta cũng lấy được Nhai Đình thôi. Dừng cung! Phong! Gia đình đã mất rồi. Thưa tướng à, Gia đình đã mất, quân ta không thể ở lâu. Xin thừa tướng mau chóng quyết đoán. Đi, đi là tội của Lượng. Đã đánh tan thuộc quân, có cần thừa thắng xông lên? Giống trống thu binh. Không đuổi theo. Không đuổi theo. Dạ. Chờ. 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 Có phải nếu đuổi theo Mã Tất, công lao sẽ là của người khác không? Mã Tất không đáng một văn, con đuổi theo hắn có ích gì? Nếu Gia Cát Lượng đang mai phục phía trước, công sức còn như đổ sông đổ biển, công lao thuộc về người khác gì chứ? Mã Tất đóng quân như vậy không phải là ý của Lượng. Nếu không phải ta cho người trà trộn đưa lời thị phi, khiến cho Mã Tất Dương Bình bất hòa, Mã Tất sao có thể sơ suất tới mức rơi vào bước đường ngày hôm nay? Đúng, cha đánh vào tâm lý, bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm. Hơn nữa nếu cha không tới kịp, e rằng Trương tướng quân chưa chắc thắng Mã Tất. Nhưng mà cha à, lúc đó nếu để đại ca làm tiên phong thì càng tốt hơn nhiều. Con biết tại sao Mã Tất thua không? Vì Gia Cát Lượng xem Mã Tất như con ruột, khiến anh cố chấp bảo thủ, xem thường người khác. Mẹ hiền con hư, cha hiền con càng hư. Nơi này là đâu? Chúng ta đang ở trong quân ngũ. Hở ra là cha, hở ra là ca ca. Quân ngũ chỉ có quân pháp, không có phụ tử. Dạ, cha. Cha cái gì? Tư Mã tướng quân. Ờ, nhị công tử, công tử nói đúng đó. Ờ, dạ tướng quân nói đúng đó. Bao! Cái bẩm bệ hạ, phiêu kỵ tướng quân Tư Mã Ý đã chiếm được Nhai Đình. Thuốc, truyền ý chỉ của trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng cho bọn họ. Đi mau. Dạ. Quả nhiên Tư Mã Ý không phụ kỳ vọng của trẫm.
Bệ hạ, mất đi Nhai Đình, Gia Cát Lượng mất đi lá chắn, bây giờ bắt sống hắn dễ như trở bàn tay. Xin bệ hạ hạ chỉ, lệnh Tư Mã Ý đoạt lại Ba Quận, bắt sống Gia Cát Lượng. Bệ hạ. Được. Trời giúp đại ngụy, tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Quan Hưng Trương Bao. Có. Mỗi người sẽ dẫn theo 3.000 tinh binh di chuyển theo đường tắt lên núi. Nếu gặp ngụy quân thì không được tấn công, chỉ đánh trống kêu gào làm kinh động lòng quân. Ngụy quân không biết quân ta ở đâu sẽ sợ mà bỏ đi, không cần phải đuổi theo, chờ ngụy binh rút hết mới quay lại Ải Dương Bình. Rõ. Trương Dực. Có. Cậu dẫn 1.000 binh mã tu sửa kiếm cát chuẩn bị đường về. Rõ. Dương Nghi. Có. Cậu lập tức phái người đi tới Ký huyện hộ tống mẫu thân Khương Duy về Hán Trung, tuyệt đối không được để cho ngụy quân quấy nhiễu. Rõ. Thưa tướng. Khương Duy. Có. Cậu theo ta tiến tới Tây huyện. Rõ. Thưa tướng, bây giờ ngài phải mau chóng về Hán Trung, còn đi Tây huyện để làm gì? Tây huyện là đường chính để ngụy quân vào Ba Quận. Thưa tướng muốn cứu bá tánh Ba Quận. Bá tánh Ba Quận hàng ta, ngụy quân lấy lại Ba Quận sẽ giết bá tánh để trả thù. Ta không thể bỏ mặc. Các vị tướng quân, theo lệnh của ta mà làm. Dạ, dạ. Đi thật nhanh, không chừng đuổi kịp Gia Cát Lượng. Ta đoán Gia Cát Lượng sẽ không tới Ải Dương Bình. Không tới Ải Dương Bình sao? Vậy hắn đi đâu? Binh pháp dân có 5 điều nguyên. Tướng quân, bây giờ luận binh pháp có muộn quá không? 5 điều nguyên dù sống dù chết vẫn túc liêm khiết yêu dân. Gia Cát Lượng liêm khiết yêu dân có 2 trong 5 điều. Ta nghĩ Gia Cát Lượng sẽ tới Tây Nguyện. Tây Nguyện? Tây Nguyện chỉ là một nơi chật hẹp, sao lại không chọn thành Dương Bình? Tây huyện tuy nhỏ nhưng là đường để Ba Quận vào thục. Gia Cát Lượng dẫn bá tánh Ba Quận vào thục, phải tới Tây huyện ta cược với lòng thương dân của hắn ta. Dù thương dân là điểm yếu của hắn, dẫn theo lão ấu đi được bao xa chứ? Làm sao Gia Cát Lượng không biết, biết bá tánh gây phiền toái còn đâm đầu vào đường chết? Biết rõ không thể mà vẫn làm thì mới là Gia Cát Lượng. Cả đời ta cũng không bằng được. Ý ta đã quyết, không cần nói nhiều, xuất binh Tây huyện. Rõ. Bưng lên, chạy đi, 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 chạy đi. Lên, lên, lên. Thừa tướng. Thừa tướng. Nhanh lên, nhanh lên. Tư Mã Ý Trương Cáp dẫn 15 vạn quân tới, quân ta chỉ có 5 vạn. Một nửa hộ vệ đang dư dờ bá tánh. Thừa tướng mau lên xe đi, thuộc hạ sẽ yểm trợ. Thừa tướng à, 15 vạn, 15 vạn thì làm sao? Làm sao có thể dời hết bá tánh vào Hán Trung đây? Quyền lệnh nói rất đúng. Bá ước, cậu lập tức hộ tống bá tánh di dời, ta vào quyền lệnh trấn thủ trong thành. Tuyệt đối không được. Bây giờ không còn trọng binh nữa, thừa tướng lấy gì để trấn thủ? Thừa tướng cứ để Khương Duy đánh với ngụy quân. Trong tay của cậu chỉ có hơn 2.000 binh mã,
tự chiến với họ. Cậu nghĩ xem có thể chống lại 15 vạn đại quân được mấy canh giờ? Ba tánh di chuyển chậm chạp, nếu để ngụy quân đuổi tới chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi. Nghe lệnh, cậu lập tức dẫn theo binh mã giúp đỡ ba tánh đi tới Hán Trục. Thừa tướng, tuyệt đối không được. Thừa tướng còn phải gánh vác xã tắc. Khương Duy dẫn ba quân, xin thừa tướng trở về. Xin thừa tướng trở về Hán Trung đi. Theo lệnh mà làm, không cần phải nói nhiều. Bẩm tướng quân, bên trái không có mai phục. Tiếp tục đi. Rõ. Báo. 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 Bên phải không có mai phục. Tiếp tục. Dạ. Tây thành này yên tĩnh quá rồi. Từ mã tướng quân, nếu Gia Cát Lượng không còn yêu dân nữa, không ở đây thì sao? Ta lệnh quân pháp. Rất có khả năng Gia Cát Lượng đã chạy về Hán Trung rồi. Gia Cát Lượng. Có Gia Cát Lượng. Người này đúng là kỳ diệu khôn lường. Lệnh cho đại quân từ từ tiến lên. Dạ. Từ từ tiến lên. Từ từ tiến lên.